À, bữa nay là cũng như là sinh nhật của một người anh, đó là cũng như là anh Phúc. Tướng Bin cũng như anh Phúc là ước như thế này nè, tất cả anh em chúng ta là phải thương yêu lẫn nhau, dù trong hoàn cảnh nào, có ghét, có hờn, có giận như thế nào, chúng ta phải để trong lòng. Nghệ sĩ chân yếu tay mềm, chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau và phải thương yêu lẫn nhau. Khoan, phải giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta mới là nghệ sĩ. Vì tôi thật, tức biên đó là mình vui hôm nay, không biết trong người giận hay là người vui như thế nào, không biết, chúng ta sẽ bỏ qua hết. Ra ngoài đời hay là đi hát trên sân khấu như thế nào, không cần biết. Chúng ta phải thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau mới là nghệ sĩ. Chúng ta hãy bỏ những cái, bỏ tất cả. Vì các bạn ơi, một người nghệ sĩ rất là chân yếu tay mềm, cũng như là đời sống nó rất vô thường lắm. Chúng ta thương yêu với nhau và hãy giúp đỡ lẫn nhau, như vậy mới làm nghệ sĩ. Chúng ta là một gia đình. Chưa. À, khoan, này mới vui nè. Cười lên cho vui, cười hé hàm răng, dù cho có lâu ta vẫn cười cho vui.